Shop hàng Việt nội địa xin chào các bác. Hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 2020. Mùa hè cũng sắp đến rồi. Em giới thiệu với các bác một cái chiếc siêu phẩm điều hòa một cục di động của hãng Corona. Con này thì nếu mà nói vào mùa hè thì các bác thì là cực hiếm thôi nhé, gọi là hàng siêu hiếm trong mùa hè luôn. Thì bây giờ đang đầu mùa thì có hàng thì để bán cho các bác. Đây là cái con điều hòa Corona hai chiều nóng lạnh các bác nhé, có thể bật nóng bật lạnh được. Đấy, bật chiều nóng chiều lạnh như những chiếc điều hòa treo tường các bác nhé. Đấy, hai chiều nóng lạnh rất là hiện đại luôn. Về cái cách thức sử dụng cái điều hòa một cục này thì em cũng nói luôn, để các bác nào chưa biết thì các bác có thể tìm hiểu. Đây là cái dòng điều hòa một cục tích hợp cả dàn nóng dàn lạnh ở bên trong. Đấy ạ. Cái phần gió lạnh thì sẽ thổi ở phía mặt trước này, phần gió nóng thì sẽ được thổi phía sau. Đấy, cho nên khi các bác mua là các bác lưu ý cái dòng này, các bác muốn làm mát được phòng là các bác phải để ở trên cửa sổ hoặc là bố trí một đường thoát cho nó, đường thoát nóng, khí nóng cho nó thì nó mới thoát khí nóng ra ngoài và mới đảm bảo cho các bác là hơi lạnh vào bên trong được. Đấy, để các bác lưu ý cách sử dụng của nó là như vậy. Chứ nhiều bác quảng cáo, các shop cũng các bác quảng cáo là cứ đặt trong phòng là mát. Đương nhiên đặt thì hơi lạnh này là vẫn cứ ra, nhưng mà nó sẽ bị quẩn hơi nóng ở phía sau này các bác nhé, quẩn hơi nóng của dàn nóng phía sau. Đấy, còn hơi nóng của dàn nóng phía sau này thì cái nóng và lạnh ra thì nói chung nhiệt độ nó là tương đương bằng không và không có hiệu quả gì cả. Đấy, còn nếu các bác để ở không gian mở thì các bác có thể đặt như em đang đặt đây. Các bác có thể quay trực tiếp vào người ngồi, nếu ví dụ như mùa hè các bác ngồi đây thì rất là mát. Đấy, có thể đặt thêm một cái quạt nữa để hỗ trợ. Mà các bác có thể đặt ở khu vực phòng khách hay phòng nào đó thì tùy. Nhưng nếu để làm mát cả phòng đóng kín cửa thì bắt buộc các bác phải bố trí đường thoát nóng cho nó. Đấy, để em nói là như vậy. Bây giờ em vào chi tiết cái con điều hòa này. Đây là cái con điều hòa một cục Corona hai chiều nóng lạnh các bác nhé. Con này là máy một cục, nói là cực đẹp luôn, sản xuất năm 2013. Thông số rất là nhiều. Đây, sản xuất năm 2013 các bác nhé. Đấy. Con này đầu mùa thì em bán là cho các bác là 4 triệu. Đấy, đầu mùa bán 4 triệu nhé. Còn nếu đã vào mùa hè rồi thì kể cả đến 4 triệu rưỡi hay 5 triệu cũng rất khó mua. Đấy là nói thế để cho các bác cũng biết. Đây em đang test cái nhiệt độ lạnh của máy đây, đang là 12,6 độ đây và nó vẫn còn đang xuống. Đấy, máy vẫn nhiệt độ vẫn còn đang xuống. Con này về hình thức thì nguyên bản luôn, vỏ nguyên bản không sơn gì. Đấy, hot này, nóng này, hút ẩm này và lạnh này, ba chức năng trong một luôn. Đấy, dàn lạnh, dàn nóng còn rất là đẹp, dàn nóng coi nhé. Đây còn rất trắng đẹp luôn, trắng đẹp như mới luôn. Đấy. Con này thì nó sẽ không có đường tự tiêu nước các bác nhé. Con này các bác còn phải bố trí một đường ống. Đây sẽ bố trí một đường ống cắm vào đây, cắm vào đây. Đây con này sẽ khoét cái lỗ này ra. Đây có một cái đường ống cắm vào đây để làm thoát nước cho nó. Đấy. Đây nhiệt độ đang xuống 7 độ các bác nhé. Con này bác nào có nhu cầu thì mua luôn vậy ạ. Và không có nhiều đâu ạ. Nói với các bác thật sự là như thế luôn. Hàng cực vip cực hiếm. Bây giờ sẽ chuyển sang chế độ nóng để các bác xem này. Đây nha, giờ chuyển sang chế độ nóng này. Rồi, cái mode nó chuyển đâu rồi. Đây. Đây rồi. Chuyển nóng này. Đây, bây giờ chuyển nóng để tí nhiệt độ xem lên bao nhiêu các bác nhé. Đấy, lạnh thì test ok rồi. Về chuyển sang nóng. Nóng thì tăng nhiệt độ lên. Tăng nhiệt độ lên 30 đi. Đấy, xem cửa nóng ra bao nhiêu độ nhé. Tăng nhiệt độ của máy lên 30 độ nhé. Đấy, tăng nhiệt độ máy lên 30 độ luôn. Đấy, con này đời rất là cao nhé. Mùa hè, nếu mà nói với các bác mùa hè thì phải kiếm được những con này thì cực hiếm luôn. Con này lắp đặt thì rất dễ dàng rồi. Các bác chỉ cần để lên cửa sổ thôi, cắm điện. Nó sử dụng điện 100V thôi nhé. Sử dụng, các bác lưu ý hàng Nhật bãi này sử dụng điện lưới 100V đấy. Đấy, lưu ý sử dụng điện 100V, các bác cắm qua cho em cái đổi nguồn đi qua. Nhỏ con thôi, đây cái đổi nguồn nó thì là như thế này. Em bán cái đi qua này là 1.500W này. Đấy, giá 400.000 giá nhập buôn để hỗ trợ các bác. Về trong khi chờ cái chiều nóng của nó hoạt động thì em giới thiệu với các bác qua về cái máy này. Đấy. Máy hình thức nguyên bản đẹp này, con này vỏ nguyên bản nhé, cực đẹp luôn. Đấy, bây giờ đang chuyển chiều nóng. Chế độ chuyển nóng. Đây, bên này thì hơi vàng chút, không ảnh hưởng gì cả. Thông số của nó này 100V 50-60Hz này. Công suất làm lạnh 1,6-1,8kW này.
Đấy, công suất điện của nó là 620 đến 725W này. Dạ, nặng 24 kg. Dạ. Sử dụng ga 410A, ga đời mới này. Đây các bạn thấy chưa? Sản xuất năm 2013. Tình trạng máy thì cực đẹp. Nguyên bản. Cái mùa hè năm ngoái bán vào khoảng 300 con máy này. Rất là nhiều các bác khách hàng có nhu cầu mà không đặt hàng được. Trên năm nay các bác nào mà có nhu cầu thì nói chân tình với các bác, những cái con như này rất là hiếm. À, quên giới thiệu với các bác nữa là con này thì có cả cổng ion khử khuẩn các bác nhé. Đây. Riêng dòng virus corona này có cả ion khử khuẩn này. Đấy, diệt khuẩn khử mùi trong phòng này. Đấy, nó phóng ra các tia ion này. Đấy, phóng ra ion để nó khử khuẩn các bác nhé. Đấy, riêng con này có thêm khuẩn này. Nói chung là với cái giá 4 triệu thì đây là một cái lựa chọn cực hợp lý rồi. Nói với các bác là như vậy, lựa chọn cực hợp lý. Đây, bắt đầu bây giờ lốc phải đóng chiều nóng này. Mình vừa bật lạnh mà, chứ nó lốc phải chờ một lúc nó mới đóng nóng. Ở cái nguyên lý hoạt động nóng của con này thì nó không như cái con Sanyo loại này các bác nhé. Đấy, con này khi chạy chiều nóng thì nó sẽ trong này nó có một cái bộ chuyển đổi. Nó chuyển đổi cái dàn lạnh này, bây giờ sẽ đổi thành dàn nóng. Đấy, và dàn nóng này thì sẽ đổi thành dàn lạnh. Đấy, chứ hơi lạnh sẽ cấp qua đây, hơi lạnh sẽ đổi qua đây. Đấy, và đây là thành dàn lạnh luôn. Dàn lạnh này tí là sẽ có nước tụ ở đây. Đấy, bình thường thì đây là dàn nóng. Đây, bây giờ máy nó chạy rồi, các bác nhìn đây, đang lên 34, 33 độ. Đấy, nhìn thấy chưa, em đứng đây bắt đầu là rất là nóng rồi. Đấy, dàn lạnh này sẽ đổi thành dàn nóng. Đấy, đấy, các bác nhìn nhiệt độ đây ra chuẩn chưa. Đấy, em bật cả đặt 30 độ đấy. Đây, đang ra 32,8 độ này. Đây, để tay này bắt đầu là nóng rồi. Đấy, con này công suất nó vào khoảng 8000 BTU thì các bác dùng làm nóng làm lạnh trong phòng khoảng 10 đến 12 m2 được. Đấy nhá. Đấy, dùng cho phòng 10 12 m. Tất cả các chế độ hoạt động nóng lạnh thì đều có cảm biến nhiệt độ như là điều hòa treo tường bình thường. Đủ nhiệt độ cài đặt thì máy cũng sẽ tự ngắt. Đấy, chứ không phải là loại sưởi ấm nhiệt đâu nhá. Đây là sưởi ấm bằng lốc. Đấy, sửa bằng lốc luôn, lốc ga. Chứ nó đầy đủ cảm biến. Đây nha, đây đang là 32 độ của máy đó. Em bỏ cái này ra khỏi cái này để các bác xem cái nhiệt độ môi trường giờ đang là bao nhiêu nhé. Đấy, để các bác biết được là máy chiều nóng đã hoạt động. Đấy kìa, các bác nhìn thấy em bỏ ra thì nhiệt độ đang xuống chưa. Hôm nay thời tiết Hà Nội thì chắc cũng có nắng đây này. Thì chắc là cũng rơi vào tầm khoảng 20-22 độ. Đấy. Con này em bán là 4 triệu các bác nha. Các bác nào có nhu cầu thì nhanh tay ạ, chứ không có nhiều đâu ạ. Chứ chỉ cần tháng nữa thôi là tăng giá lên 4 triệu rưỡi ngay đấy ạ. Đấy, nói với các bác này, các bác ở xa mua thì đặt cọc trước thêm 500.000 em chuyển hàng đến các bác nhận hàng rồi thanh toán. Còn các bác ở gần thì có thể ship hàng tận nơi rồi thanh toán. Còn các bác ở gần thì qua nhà để xem. Đây. Đây, nhiệt độ hôm nay ở Hà Nội vào 25 độ các bạn ạ. Đấy. Được chưa? Các bạn nào có nhu cầu mua thì liên hệ với em nhé. Cảm ơn các bạn.